Bộ trưởng nhận quà Tết như thế nào khi chưa có chỉ thị về việc nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo? Ngày 8 tháng 12, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Nhâm Dần. Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, nghiêm cấm biếu, tặng, quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Ban Bí thư cũng chỉ đạo không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định và các hoạt động lễ hội, vui chơi. Khi đất nước mở cửa, kéo theo văn hóa đạo đức xuống cấp, chúng ta sẽ phải đẻ ra rất nhiều các chỉ thị như trên để giao chắn lòng tham của con người, khi mà văn hóa và đạo đức của họ chưa được trau dồi tương xứng với sự cám dỗ to lớn của vật chất mà họ tiếp xúc. Chắc chắn rằng sẽ còn nhiều chỉ thị, nghị quyết, thậm chí cả luật, thậm chí là cả một rừng luật nữa ra đời để cố gắng trong mệt mỏi nhằm ngăn lòng tham của con người. Nhưng với trí tuệ thông minh của con người, loài người sẽ luồn lách qua hết các rừng luật đó để thỏa mãn lòng tham của mình. Đó là hướng đi mà các nước phương Tây đang đi và chúng ta cũng đang hướng theo. Nhân dịp này, chúng tôi xin kể lại một câu chuyện ở một thời đất nước chưa mở cửa, văn hóa đạo đức còn được coi trọng và cũng không có các chỉ thị như trên, thì bộ trưởng thời đó nhận quà Tết như thế nào? Đây là câu chuyện do ông Phạm Viết Muôn, nguyên phó chánh văn phòng chính phủ kể lại. Nhớ hồi đó, tôi làm ở văn phòng bộ mỏ và than, nay là bộ công thương, là thư ký bộ trưởng Nguyễn Chân. Tết năm 1983, tôi theo bộ trưởng Nguyễn Chân đi làm việc cuối năm, cũng là thăm hỏi chúc Tết anh em cán bộ, công nhân các mỏ công ty than Hòn Gai. Trưa 27 Tết, chia tay anh em văn phòng công ty, công ty có biếu bộ trưởng gói quà Tết theo chuẩn thời đó gồm chè thuốc, đậu xanh, miến, bóng bì, bánh mứt kẹo, tất cả bỏ trong túi ni lông buộc dây. Anh Chân cảm ơn và dứt khoát từ chối, lãnh đạo công ty thì cứ thiết tha. Đưa đẩy một lúc trước cầu thang đông anh chị em nên bộ trưởng đành chịu, bảo anh Chuẩn lái xe cầm giúp và nói các cậu làm khó mình quá, mình cũng có tiêu chuẩn Tết cơ mà. Trên đường về, trong xe, anh Chân bảo tôi, chú nhớ hỏi túi quà Tết bao nhiêu, ra riêng hoàn lại tiền công ty giúp tôi, tiền đó chi từ quỹ đời sống của công nhân đấy. Tôi nghe lời và hứa sẽ thực hiện. Sau Tết độ một tháng, tôi hỏi kế toán trưởng công ty biết gói quà trị giá 64 đồng. Lương tôi lúc đó là 63 đồng một tháng, lương bộ trưởng là 192 đồng. Đến kỳ lương, anh Chân đưa tôi một cục nguyên dấu ngân hàng 100 đồng tiền xu loại 1 đồng, bảo trả công ty chuyện hôm Tết. Tôi báo cáo, anh cẩn thận quá, hết 64 đồng và gửi lại bộ trưởng 36 đồng, xu 1 đồng. Các anh công ty miễn cưỡng nhận tiền, viết phiếu thu, cứ nói mãi về tính chặt chẽ của bộ trưởng. Một lần khác, anh Nguyễn Phú Thưởng, giám đốc xí nghiệp tuyển than cửa ông, nhân dịp tổng kết năm có biếu bộ trưởng và thứ trưởng thường trực xuất quà gồm 2 tấm vải simili mỗi tấm 1m2, khổ 1m4 để may quần. Bộ trưởng gọi tôi sang, bảo khó nghĩ quá, vì không nhận không được, nhận rồi biết sao đây, cậu xem xử lý thế nào. Loay hoay một lúc tôi thưa, hay anh tặng lại các cháu nhà trẻ ở bộ 2F Quang Trung bán đi mua đồ chơi, đồng thời có thư cảm ơn, anh thưởng và xin được dùng như thế. Bộ trưởng khen tôi sáng kiến và bảo, chú mời anh Vinh, thứ trưởng qua đây. Anh Vinh sang, bộ trưởng trao đổi và anh Vinh tươi cười, nhất trí tặng lại vải cho các cháu như ý của bộ trưởng. Bộ trưởng lại bảo tôi mời anh Lới, chủ tịch công đoàn cơ quan sang và nhờ anh Lới thực hiện việc này. Anh Lới phấn khởi vì tấm lòng của lãnh đạo bộ và lâu nay kinh phí cho nhà trẻ cũng bí. Hôm sau, tôi soạn thư bộ trưởng
ký gửi giám đốc xí nghiệp tuyển than cửa ông về việc trên. Thời đó chưa có vi tính, thư phải viết tay, chữ tôi khi nắn nót rất đẹp. Thư này mấy hôm sau báo Quảng Ninh chụp, đăng trang trọng, chắc anh em xí nghiệp nói với báo. Anh Trần Vinh sinh năm 1927, anh Nguyễn Trân sinh năm 1929, đều đã về cõi vĩnh hằng. Xin phép hai anh, tôi chép ra hai trong số những kỷ niệm thời may mắn được phục vụ hai anh. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy like, comment và subscribe kênh của mình nhé. Nhớ bật chuông để không bị mất các video tiếp theo.